Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Mà như anh em thấy, hôm nay thì mình về cực kỳ nhiều đồ hay anh em nhé. Rất là nhiều đồ hay ho và một series giải mã để lên sóng với anh em. Kèm theo đấy là hai bộ dàn khá là ngon. Rồi, để quay về đây thì xin giới thiệu với anh em, đây chính là người mẫu Luân anh em ạ. Luân đẹp trai anh em nhé. Số điện thoại của Luân thì ngay góc trái màn hình anh em này nhìn thấy ở đây đấy, 0965673502. Anh em nào muốn đi làm một cuốc khoảng tầm 2 lít rưỡi 3 lít bạn Luân tầm này đi hết anh em nhá. Còn số điện thoại của mình ở ngay bên cạnh. Đây là 0976663776. Anh em muốn giao du với Luân thì cũng có thể liên hệ với mình được anh em nhá. Ok, để đầu tiên bắt đầu vào sản phẩm ngày hôm nay, xin thưa với anh em. Rất nhiều anh em hỏi loa Bluetooth thì hôm nay mình lần ở trong kho ra được hai con máy. Hai con này là mình về từ lô lần trước nhưng mà mình lại quên mất anh em nhá. Tại vì nó là cái lô hàng mà hôm đấy hai anh em mình với Luân là đi ăn cỗ cưới, anh em nhớ cái hôm mà mình với Luân nghỉ đấy thì bê về phát bút vào trong kho luôn, quên không lôi ra. Hai con loa súp anh em nhá. Bình thường mình hay lên cho anh em màu trắng thì hôm nay nó sẽ có và một màu xanh coban rất là trẻ trung và một màu đen nhìn cực kỳ hầm hố anh em nhá. Và xin thưa với anh em, tất cả những con loa này thì nó sẽ đều là hàng lưu kho của Amazon của Mỹ anh em nhá. Tại vì hàng đấu giá Mỹ về. Đây anh em nhìn đây, cái hộp của nó thì qua vận chuyển nó sẽ có rách các kiểu anh em nhá. Nhưng mà đều là hàng chưa qua sử dụng hết. Và kể cả cái loa hàng tồn kho nó cũng có những cái vết xước nhỏ ở đây. Anh em sẽ nhìn thấy anh em nhá. Nhiều anh em cũng bảo sao hàng mới về mà nó lại có những cái vết như này thì xin thưa với anh em. Tại vì hàng lưu kho anh em ạ, đây vận chuyển ra vào thì không thể nào tránh được. Đây anh em có thể nhìn thấy. Nó có một vài cái vết xước nhỏ thôi, nhưng mà cam kết với anh em là hàng chưa qua sử dụng đâu anh em nhá. Mới cứng cựa luôn. Thì đầu tiên là con màu xanh, mình xin giới thiệu về chức năng này như sau anh em nhé. Con loa súp này mình đã giới thiệu rất nhiều video trước rồi. Thì đây anh em nhìn vào vỏ hộp của nó sẽ thấy này, công suất của loa sẽ là 26W. Rất nhiều anh em quan tâm đến công suất anh em nhé. Thì 26W, pin sử dụng được 20 tiếng. Và nhiều anh em hỏi là pin có đúng được 20 tiếng không, thì mình xin thưa với anh em, thường là hãng nó sẽ ghi với những con loa khoảng tầm là ghi được 20 tiếng thì nó sẽ dùng sẽ được khoảng max volume anh em nhé, được khoảng tầm trên 10 tiếng. Còn anh em để cái mức volume nó vừa phải thôi thì mới được đến 20 tiếng. Thì đấy là những cái thông số mà mình phải lưu ý với anh em. Nhiều anh em về bật mức to nhất xong cứ bảo là sao nó chỉ nghe được khoảng tầm 5-7-10 tiếng rồi đã hết pin rồi. Thì xin thưa với anh em, đây là công suất này, là công suất trung bình em nhé, nghe mức trung bình thôi thì nó sẽ được bền là 20 tiếng chứ không phải là mức to nhất. Đấy, anh em lưu ý một chút chỗ đấy. Đấy, chức năng nữa là chức năng kết nối hai loa với nhau anh em nhá. Tiếp đến là cái chuẩn chống nước của con này sẽ là chuẩn IP67. Thì xin thưa với anh em, IP67 là một chuẩn là có thể ngâm nước được luôn anh em nhá. Ngâm nước luôn anh em, chẳng may đi dã ngoại ngoài trời xách theo con loa này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm là người chạy trước cái loa để ở ngoài trời nó vẫn phát bình thường. Tí anh em xách vào sau cho đỡ bị sét đánh. Đấy là chuyện bình thường anh em nhá, với những con loa chống nước như này. Ôi chưa anh em. Tiếp đến ở phía sau này, loa hình này, từ từ đã mình xem phía sau này. Đây, anh em sẽ nhìn thấy đây, đúng không? Nó kết nối hai loa với nhau này, hai loa này có thể kết nối được với nhau anh em nhá. Đấy, chống nước IPX7 này, rắc kết nối điện thoại vào là 3.5 này, đúng không? Đây. Bluetooth này, con này có kết nối Bluetooth và Bluetooth của con này mình nhớ không nhầm nó Bluetooth 5.0 thì phải, 5.0 với 4.1 thì đấy. Nói chung là cũng là dòng Bluetooth đời cao rồi anh em nhé. Dòng Bluetooth đời cao. Đấy. Hộp nó rất đơn giản thôi, hộp chéo chéo này, nó tương thích với ở con máy, nó kiểu phát thế này. Rồi, đấy là cái phần vỏ hộp để cho anh em mình biết nhìn được sơ qua về cấu hình của con loa. Và bây giờ là chi tiết của con loa, mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem nhé. Đầu tiên là nó thiết kế theo cái dạng hình tam giác, anh em sẽ nhìn thấy đây, tam giác anh em nhé. Đây, khá là hay, trông như kiểu là một cái túi sách của người ngoài hành tinh ấy, anh em ạ. Đấy, cái thiết kế này nó đúng cái kiểu form kiểu của quân đội nên là trông nó khá là đầm chắc anh em nhìn nhé. Tất cả các phím điều hướng đều ở mặt trước tất này, đúng không? Bao gồm tăng giảm âm lượng này, kết nối Bluetooth em ấn vào đây này, đây nút nguồn giữ chặt nút bật nguồn nhá, đàm thoại này hoặc là play nhạc dừng nhạc này, nick bài các kiểu này, súp này sẽ bao gồm hai con loa anh em nhé. Hai con loa mặt trước nó sẽ là hai con loa toàn giải đường kính khoảng tầm 6 cm đấy, 6 cm. Và phía sau sẽ hai con loa cộng hưởng anh em nhé. Đây là hai con bát cộng hưởng này, đúng không? Và một cái chỗ này thì nó sẽ là cái chỗ nó bao gồm một cái nắp chắn chống nước này, bên trong sẽ có cổng sạc micro USB anh em nhé. Và một cái đường AUX để phục vụ anh em kết nối có dây anh em nhé. Kết nối có dây ở con này. Rồi. Ngoài cái nút không dây thì sẽ kết nối có dây. Và đây phía dưới này anh em nhìn nhá.
phía dưới sẽ có một cái chân anh em nhé, cái chỗ này bắt để phục vụ anh em bắt vào những cái chân để anh em để ngoài trời, nó sẽ cao đấy, kiểu cao vậy đấy, thì là nó sẽ rất ok. Và anh em nào có tắt tường bắt cho nó cắm vào tường này cũng được đấy, tùy anh em. Nhiều anh em với những con chống nước là nhiều anh em thích để trong nhà vệ sinh thôi, để chẳng may có rủ bồ bịch hoặc người yêu về bật nhạc lên cho nó tiếng nhạc nó át tiếng bom anh em nhé, bom nó nổ nhà vệ sinh vỡ cả nhà hàng xóm luôn. Đây là con màu đen, à đây là con màu xanh cho anh em, và đây con màu đen cũng vậy anh em nhé, con màu đen cũng như vậy thôi, không khác gì nhau. Và giá lần này mình sẽ để cho anh em tốt hơn là 1.080.000 anh em nhé, trước là 1.1 luôn nhỉ, bây giờ là 1.080.000 anh em nhé. Bọn này mình lãi rất là ít, rất là mỏng thôi, vì tại vì nó là hàng mới, hàng thanh lý ở trong siêu thị Amazon của Mỹ về, nên là thành nhiều anh em cứ bảo là bán con loa bớt cho anh 100.000, mình nói thật bớt 100.000 không còn lãi luôn anh em ạ, không còn lãi luôn, tại vì bán hàng này bán cho vui thôi, nhiều lúc nó về kèm những cái hàng kia, chứ còn mình thì mình thích bán dàn hơn, bán đầu âm thanh, bán dàn thì mình chuyên nghiệp hơn. Còn cái bọn này thì về cái gì bán cái đấy anh em nhé. Nhiều anh em hỏi bao giờ về thì xin lỗi anh em, hiện tại là có, còn bao giờ về tiếp không biết anh em nhé. Ok chưa? Và Luân sẽ test thử cho mình nghe nhạc con này cái. Luân đây, 1.080.000, hai màu xanh và đen, đồng giá anh em nhé, đồng giá như nhau. Hi boss. Amy, scan the room. Nghe thử zoom 3 nhá. Zoom 3 nghe cũng hay, nói chung con này là một trong số những con đa dạng nhỉ. Đây tăng giảm volume. Maximum volume này báo luôn. Nghe một đoạn nhạc ngắn như thế thôi anh em nhé, để biết chất lượng con này như thế nào. Ôi chơi anh em. Rồi, đây là hai con loa. Cảm ơn bạn Luân. Tắt giúp mình con loa. Tiếp bên đây thì là hôm nay sẽ về được một series túi đầy đủ các mã anh em nhé, hầu như đủ các mã. Và tí nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em con máy hút bụi sau anh em ạ. Đầu tiên bọn túi đã, để cho bạn Luân người mẫu đỡ phải đứng ngắm. Luân làm người mẫu nét thật anh em ạ. Xin thưa với anh em, đợt này mình sẽ về được đủ series 4 loại túi anh em nhé, to và nhỏ, ngang và đứng, tất cả là cam kết là hàng bên Nhật về hết anh em nhé. Thì xin lỗi với anh em, con này thì toàn bộ là chất da, cam kết là da bò xịn tất anh em nhé, da bò xịn nguyên miếng và miếng nó đều tăm tắp luôn, tại vì nó là hàng gọi là hàng hãng anh em ạ, hàng hãng thiếu logo anh em nhé, thiếu dập logo và thiếu cái khâu KCS cuối cùng để đưa ra là làm thành phẩm thôi. Đây anh em xem này, cái miếng thẻ da anh em nhìn đấy này, đúng không, cam kết hàng xịn anh em nhé, à, thẻ da này đấy. À, anh em nhìn chất da nó cực kỳ đẹp luôn và lì anh em nhé. Những dòng túi này xin thưa với anh em, mình cam kết da bò xịn. Có nhiều anh nhận túi về bảo là mấy năm trước anh mua con túi này khoảng tầm gần kiểu như này gần 4 cụ. Thì xin thưa với các anh, các anh bây giờ gặp em là đã mua con túi này rẻ cực kỳ nhiều, tại vì hàng hãng này rất là đắt anh em nhé. Đây con này sẽ có bao nhiêu ngăn? 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn tất cả anh em nhé, 4 ngăn tất cả. Và dây đeo của nó anh em nhìn này, cái dạng dây cao cấp này, dây cao cấp này, rất là xịn luôn. Bên trên này anh em sẽ nhìn thấy quai sách anh em nhé, quai sách chốt đinh, đúng không, cực kỳ chắc chắn và không một sợi chỉ thừa anh em nhé, không một sợi chỉ thừa. Các lớp bên trong thì luôn giữ rồi, các lớp bên trong anh em nhìn này, lót chống nước toàn bộ anh em nhé, được lót chống nước toàn bộ anh em, để đồ không bao giờ sợ ướt luôn. Ok chưa anh em? Đấy,
cam kết hàng xịn 100%, và riêng với anh em nhé, riêng cái loại hàng này thì mình độc quyền ở Việt Nam luôn, không một anh em nào có cái mã hàng này để bán đấy anh em, xin lỗi với anh em. Tại vì gần như bên Nhật ông nào nhanh tay mà lôi ra được khỏi đấy là phát mình thu luôn rồi, lấy đâu ra ông khác mua được. Mình khẳng định luôn cái đầu mối này là duy nhất luôn anh em nhé. Và hiện tại kích thước con này đây nhá, chào bạn Luân, bạn đo đã, kích thước con này chiều ngang sẽ là 26 cm anh em nhé, và chiều cao con này thì sẽ được khoảng tầm 20 cm anh em ạ. Đấy, ngồi chơi 20-26, đây bạn Luân bạn sẽ đeo cho anh em xem. Và hiện tại giá con túi này mình vẫn để cho anh em giá cực kỳ tốt, 820.000 anh em nhé, 820.000. Luân đẹp trai thật, mẹ xích cổ to anh thế em. Không ạ anh đẹp em trai không? Hôm nay đo răng hết đau rồi, vừa mới vặt xong anh em ạ, cười tươi lắm. Rồi 820.000 anh em nhé. Đấy, form là form ngang kiểu mới bây giờ anh em nhé. Đấy. Rồi tiếp đến thì là con túi này. Con túi này thì xin thưa với anh em, con túi này thì size bé hơn một chút anh em nhé. Con này size bé hơn, giống y hệt con kia nhưng mà size nhỏ hơn, phù hợp với những anh em nào mà thích nhỏ nhẹ anh em ạ. Đây, vẫn như con kia thôi, cái form túi luôn cầm của tôi cái được bo góc toàn bộ bằng các cái nẹp cứng anh em nhé, làm cho cái form túi không được bị mất form, luôn luôn đẹp đúng không. Thẻ tang ra đây anh em nhìn này, thẻ da cực kỳ mịn màng luôn đúng không, và được làm từ những cái con bò mà ở chăn ở cái gọi chân núi Phú Sĩ đấy anh em ạ, chuyên ăn cỏ ở dưới chân núi Phú Sĩ. Mình nói vui vậy thôi anh em nhé, chứ không phải đấy đâu. Đây bên trong này anh em nhé, đây các lớp nót chống nước toàn bộ đấy. Đây dây dù rất xịn luôn, nếu cứ cười tôi cười theo. Nhiều lúc mình nói câu chuyện nó chỉ vui thôi anh em nhé, nhiều lúc anh em đừng nghĩ ngợi nhiều. Đây phía sau đây em nhìn cái miếng da nó cực kỳ đẹp luôn đấy, không cam kết da xịn 100% anh em nhé, riêng về da bảo hành 5 năm cho anh em. Kích thước, kích thước con này thì size bé hơn, con này chiều cao là khoảng tầm 19 cm tính cả quai sách, và chiều ngang sẽ được khoảng tầm 22 cm anh em nhé, 21 cm. Đấy, túi khá là nhỏ gọn anh em ạ. Và hiện tại con này mình đang để cho anh em giá là 720.000, rẻ hơn con túi to là được 100.000. Bên Nhật nó bán hai con này gần như bằng tiền nhau, to bé bằng tiền nhau anh em nhé. Con này đắt bằng túi to, tại vì về Việt Nam nhiều anh em thích túi to để đựng được nhiều tiền hơn, thì đấy là nhu cầu anh em thôi, chứ bên nước Nhật bé hay to nó đều mất công may như thế anh em nhé, giống nhau hết. Tươi đẹp trai rồi, 720.000 anh em nhé. Ok chưa, đấy là một con túi ngang nhỏ. Tiếp đến đây thì sẽ là con túi đứng anh em ạ. Dòng túi này thì quá kinh điển rồi, một form túi gọi là form chú bé liên lạc anh em nhé. Thì xin thưa với anh em, con này là form túi đứng này đúng không? Đấy, anh em nhìn thấy cái chất da nó đẹp không, da cam kết là da đẹp. Anh em nào mua con túi này về nhé, xin thưa với anh em mang đi test da thoải mái luôn. Đây, thẻ da nó đây anh em nhé, thẻ da cam kết da xịn luôn, các cái móc khóa này cũng được bằng một lớp da này. Đây, thiếu duy nhất cái logo thôi anh em nhé, logo ở đây thì là sẽ thành hàng tiền triệu ngay, tiền vài củ ngay. Đây, dây dù này đúng không, nó sẽ có bao nhiêu ngăn, 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn tất cả anh em nhé. Đấy, không một sợi chỉ thừa anh em ạ. Các cái chốt đinh này, đấy, các cái chốt đinh vừa tính thẩm mỹ vừa chắc chắn và có quai sách luôn, túi siêu đẹp luôn, còn đẹp thật sự luôn. Đây, lớp lót bên trong anh em xem nhé, chống nước này đúng không, cái thằng chính cũng vậy rồi. Bên trong ngăn chính thì sẽ có một ngăn phụ nữa, có khóa bên trong anh em nhé. Đấy, anh em để bờ cờ sờ các kiểu tùy anh em. Đo kích thước luôn này, bạn đo giúp tôi cái. Chiều ngang con này sẽ là 21 cm anh em nhé, chiều cao sẽ là 26 cm. Đấy, kích thước như con ngang chưa quay đứng hết thôi, luôn đeo tôi cái. Và hiện tại giá con này mình vẫn đang để cho anh em vẫn rất là ổn định, 820.000. Mặc dù bây giờ hàng là những lô cuối cùng về từ bên Nhật về rồi, gần như là những lô này gần như là bên kia nó báo là không còn nữa rồi. Tại vì bên nhà máy nó cũng gần như ngừng sử dụng, ngừng sản xuất bọn này rồi. Đấy, 820.000 anh em nhé, cam kết hàng da chất da xịn, da Nhật xịn 100%. Ok, rồi cảm ơn bạn Luân. Tiếp đến con túi bé cuối cùng. Đấy, túi đứng cuối cùng thì con này nó là một con túi size nhỏ của cái dòng túi đứng anh em nhé. Thì đây, cũng là chất da xịn toàn bộ anh em nhìn, chất da này mịn màng đúng không, thẻ da này đúng không, và cam kết hàng mới tinh cho qua sử dụng nhé. Nó sẽ có bao nhiêu ngăn, 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, cũng 4 ngăn như con kia rồi. Đây, dài anh em nhìn này, độ lì nó cực kỳ cao. Mình đã bảo rồi, đây những con bò mà ăn cỏ chân núi Phú Sĩ rồi, bảo rồi. Quay sách anh em nhá. Đây, chốt các chốt đinh này cực kỳ chắc chắn, đẹp. Nói chung con túi đẹp, dây vẫn thế anh em nhá, dây vẫn là dây dù cao cấp này đúng không, các lớp lót. Tay khuôn, cái khuôn được cố định bằng những cái
cái nhựa cứng ấy, anh em ạ, cái bò góc cứng, bò cứng toàn bộ. Con này để đồ cực kỳ đẹp luôn, túi sách đẹp thật sự luôn, kích thước bạn ơi. Con này ngang sẽ là 18 phân, 19 phân. Đúng cao này. Sẽ được khoảng 22 phân anh em nhé, 23 phân ấy. Khoảng tầm 23 cm. Đây bạn Luân lên form cho anh em. Con này về thì gần như là quá đỉnh luôn. Kích thước là 100 con giống nhau cả 100 luôn, túi rất đẹp anh em ạ. Đây. Đẹp dã man luôn. Đấy. Anh em xem bạn Luân lên túi đẹp không? Con bé này thì như mình đánh giá là nó sẽ đẹp hơn, đeo đẹp hơn, sẽ đẹp hơn con to anh em nhé. Thành cái hơn. Là nó để ít đồ thôi, còn lại thì nó đẹp hơn. Tùy với nhu cầu sử dụng anh em thôi. Con bé này giá hiện tại 720.000 anh em nhá. Ok. Thì đấy là mấy con túi. Bốn cái túi. Và tiếp đến đây, như anh em nhìn thấy đây. Một cái máy hút bụi, bạn để cái xuống đi. Máy hút bụi anh em nhá. Máy hút bụi này thì là cái hàng gọi là đến từ thương hiệu Topin anh em ạ. Topin là một trong số những thương hiệu sản xuất đồ gia dụng cực kỳ nổi tiếng anh em nhá. Chuyên bán cho thị trường Mỹ và thị trường Anh. Hàng về thì hàng mới nguyên hộp anh em nhé, hàng đấu giá về mới nguyên hộp luôn. Đấy, em sẽ lắp vào nó sẽ như thế này này. Đấy, nó có mấy cái cần nữa, tí nữa mình sẽ quay cho anh em. Bên trong đây bạn Luân đã lôi hết đồ ra ngoài để test cho anh em rồi, tí nữa lại mình nhét vào rất là mất công. Đấy, Brossy S3 Stick Vacuum Clean. Đấy, nó rác hàng top pin anh em nhé. Đây anh em thấy không, con này là hàng đời cao. Đây, nó sẽ made in China anh em nhé, made in China, tại vì luôn luôn những cái bọn và những cái hãng của Mỹ bây giờ toàn made in China tất. Đấy. Và sẽ sản xuất tại Trung Quốc và xuất cho thị trường Mỹ anh em nhé. Con này là hàng chuẩn Amazon Mỹ luôn. Đây. Tất cả cái bên trong này anh em nhìn này, nói chung là hộp cũng xịn luôn anh em ạ. Hàng xịn, hộp cũng xịn luôn. Tiếp bên đây, con cầm của tôi ra. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu anh em quyển sách hướng dẫn sử dụng anh em nhé. Quick Start Guide, tức là hướng dẫn sử dụng nhanh, bắt đầu nhanh anh em nhé. Với những anh em chưa quen với cả những cái máy hút bụi đây. Là cái bộ phận để hướng dẫn anh em lắp rác và tháo ra để đổ rác. Đây, một cái bộ phận, một cái sticker rất là tiện dụng anh em ạ. Đây, cắm sạc các kiểu này. Tiếp đến là sách hướng dẫn sử dụng chi tiết này anh em nhé, nói về các bộ phận. Đây, thank you for choosing. Cảm ơn vì bạn đã chọn Topin. Đấy, cảm ơn mình. Rất là ok. Nói chung là sách hướng dẫn, nhưng cầm quyển sách cũng thấy nó xịn rồi anh em nhé. Đây, thông số trong con này. Model là TPVC003 anh em nhá. Red Power công suất là 350W này, sử dụng nguồn DC 25,2V. Đấy. Adapter input tức là sử dụng nguồn sạc này. Là nguồn vào sạc ấy là từ 100 đến 240V tức anh em cắm đủ thể loại điện được. Kể cả Nhật nó cũng sử dụng đúng cái điện này luôn được anh em nhá. Và châu Âu cũng sử dụng được bình thường, về Việt Nam sử dụng 220 thoải mái luôn. Adapter output này nguồn ra sẽ là 30V và 800mAh. Đấy chưa? Sử dụng viên pin là 2500mAh. Cái thời gian sử dụng max sẽ là được 40 phút liên tục anh em nhé. Dọn nhà thì chắc chỉ 40 phút thôi nhỉ. Hút bụi làm gì 40 phút. Hút bụi 40 phút thì chắc là vợ về nó chửi chết anh em ạ. Thời gian sạc là 3 đến 5 tiếng này. Đấy. Bình chứa rác sẽ là 0,5 lít anh em nhé. Đây này. Đây và các cái thông báo sử dụng lỗi này. Đấy, anh em sẽ có thể sử dụng, ví dụ nó xảy ra tình trạng lỗi gì mình có thể sử dụng có thể khắc phục nhanh bằng cái hướng dẫn sử dụng này, rất là tiện. Anh em nào chưa biết thì có thể về dịch với Google dịch ra anh em nhé. Đấy, Topin xin thưa với anh em, một trong số những con hàng gia dụng sản xuất ở thị trường Mỹ cực kỳ ngon. Đầu tiên ở đây thì sẽ là cái máy của anh em mình. Gì quay đi ra xa cái xa cho nó quay. Tổng thể đây là cái máy hút bụi anh em nhé, máy bụi kiểu đúng kiểu súng này. Đấy, súng. Đây, tháo được cái đằng trước này ra. Đây anh em thấy chưa? Rồi, để cái này tí giới thiệu sau. Mình giới thiệu phụ kiện trước đã. Anh em sẽ thấy nó có một cái pad treo tường anh em nhé. Đây, anh em treo tường, treo vào tường. Và đây. Anh em mình bạn quay kiểu gì đấy. Đây. Cắm một phát này này nó sẽ đứng ở tường anh em nhé. À, đúng không? Em sẽ treo lên tường. Đủ phát cứng luôn. Ôi chưa anh em. Đây là cái treo ở tường để em bắt treo tường. Và nó sẽ đi kèm theo cái bộ ốc vít anh em nhé. Đây kèm theo bộ ốc vít để về anh em bắt này. Đấy. Ok chưa? Cái đầu tiên là cái pad treo tường này. Cái pad treo lên tường này nó vừa tiết kiệm diện tích mà anh em mình vừa trông cái máy hút bụi mà trông nó lại gọi là như vật trang trí trong nhà luôn. Rất là hay đẹp anh em. Treo lên rất là đẹp luôn. Nên thực sự mình biết cái chỗ đấy là để cái máy hút bụi nó cái thang tung. Cái đầu hút này đầu hút nhỏ anh em nhé, để hút các khe sàn, ví dụ như kiểu là hút ô tô chẳng hạn. Đấy, hút các cái rãnh ở trên ghế này, anh em sẽ sử dụng cái đầu hút này, anh em kẹp bấm vào đây phát này. Anh em nhìn này. Đúng không? Đây anh em nhé.
Đấy, ok chưa? Rút ra này. Đấy. Và những con hút pin rất tiện, thà đi hút khắp mọi nơi được anh em nhé. Tiếp bên đây là cái sạc của nó này, anh em nhìn này. Củ sạc anh em nhé. Củ sạc, ok chưa? 30V và 800mAh. Đấy. Nó 20 phút rồi, quay 20 phút rồi. Đây là ống hút dài anh em nhé. Ống hút dài để cắm nối này. Ống hút dài để anh em mình hút hút nhà đấy. Khi anh em cắm vào cái đầu cuộn kia, để anh em nối dài nó ra. Và đây là đầu trải sofa anh em nhé. Cái bàn này trải sofa để cái bụi nó có độ, anh em mình trải trải nó lên thì nó sẽ có độ hút lên anh em nhé. Nó sẽ hút lên và anh em mình sẽ có thể là hút được những cái bụi ở trên sofa lên. Nhất là những sofa nỉ ấy, thì anh em mình bắt buộc phải có cái đầu này. Nhiều anh em mua hàng mà hàng cũ hàng bãi về nó sẽ không có đủ đầu để anh em hút những cái đấy đâu. Gần như là nó mất rất nhiều tác dụng. Tiếp đến là cái đầu nối cù khoăm anh em ạ. Đầu này thì nó gọi là muốn đưa cái đầu các cái đầu hút khác đi những cái vị trí khác thì anh em sẽ dùng cái đầu này anh em nhé. Đấy. Đưa được những cái hút này đi xa hơn, sâu hơn anh em nhé. Rồi, cầm này cắm vào cái máy kia, cuộn anh em mình di được những cái vị trí nó khá là phức tạp. Ví dụ thế. Thế toàn bộ đầu và cái đầu quan trọng nhất thì chính là cái đầu bàn chải anh em nhé. Cái đầu này đầu hút bụi chính này, đầu trà này. Đấy. Nó sẽ có cấp điện vào đây, chân điện anh em nhé. Cấp điện vào đây thì nó sẽ sáng một con đèn báo hút bụi ở con đèn báo bụi ở đây. Đây nó có bộ đèn ở đây, đèn led nhận diện bụi anh em nhé. Đấy. Và cái bánh chổi quét này để nó đánh bung bụi lên ở dưới sàn lên để anh em có thể hút được vào. Ok chưa? Đây top pin anh em nhìn này. Ok chưa? Đấy nó báo đây này. Ok chưa? Hàng sản xuất cho thị trường Mỹ luôn. Cái cổ gật gù đùn cực kỳ nhẹ, đây mình sẽ thử cho anh em xem. Đấy, anh em lắp vào cổ cái này anh em nhá. Ví dụ là cần dài thì anh em lắp cái cần dài vào, xong lắp vào đây cái súng vào đây này. Ở trên cái thiết bị con súng của chúng ta anh em sẽ nhìn thấy đây là cái phần pin của nó anh em nhá, cục pin chính này. Tiếp đến là cái nút nguồn này, nút nguồn ở đây cầm như cầm một cái súng luôn anh em nhá. Tiếp đến là cái phần ở đây là cái phần cụm rác, anh em nhìn thấy cái cụm này tháo rất dễ anh em nhá, tháo ra để hướng dẫn sử dụng này. Đấy, anh em rút ra để anh em thả rác cả đây đó anh em nhá. Đây, còn đây là cái phần màng lọc của nó để tránh anh em mình bị hút bụi nó bật vào mặt anh em ạ. Đấy, ok chưa? Anh em mình lắp nó rất là dễ thôi. Con này cực kỳ dễ sử dụng anh em nhé. Các bộ phận này hầu như là đều anh em có thể ngâm nước rửa được hết anh em nhé. Đều có thể ngâm nước rửa được như hãng nó bảo là ngâm nước rửa vậy. Đây, bên dưới này anh em mình dốc bụi ra nhưng thì việc tháo này. Đấy, bụt phát ra. Dốc ra anh em. Đậy vào phát là xong. Tiện không? Quá tiện luôn đúng không luôn? Đấy, bụt phát vào. Ok chưa? Tháo bụi nha. Rồi, bây giờ hút nhá. Hút thử cho anh em xem này. Anh em thấy không? Nó có đèn mặt trước này. Thì đấy. Anh em nhìn nhá, ghi nhá. Này. Anh em thấy không? Các cái vết bẩn ở trên đây nó bị sạch luôn anh em nhìn này. Ví dụ hút vào trong này này. Cái lông. Còn lông lá này. Nó bẩn lắm. Anh em ạ. Đấy. Ok chưa? Thế biết được cái sàn, cái thảm nó bẩn như nào đúng không? Khá chịu mạnh. Ok chưa anh em? Ngoài ra thì trên này có một cái nấc là nó sẽ... Cái nấc này trên này nó sẽ là cái nấc mà phục vụ anh em tăng độ mạnh yếu anh em nhé. Rồi. Đấy. Con máy này thì đã được mình hút vào đây rồi. Ok chưa anh em? Tí nữa lại phải đổ đi, lại vệ sinh sạch sẽ cho anh em. Không sao hết, vẫn là hàng mới tinh. Anh em nhé. Và hiện tại con này thì giá bao nhiêu? Hiện tại con này mình vẫn để cho anh em giá cực kỳ ok, chỉ có 2.500.000 anh em nhé. Giá bên hãng đang là gần 300 đô anh em ạ, đang bên Mỹ vẫn đang bán gần 300 đô, nó rơi vào khoảng tầm 6 củ à, gần 6 củ gì đấy, gần 300 đô. Ok chưa anh em? Rồi, hiện tại bán chỉ có 2.500.000 và nói là chú hút lần nào được không đúng, hút một lần, vừa hút đây xong, tí bạn Luân lại vệ sinh sạch, bóng một bòng cho anh em, ok chưa? Chưa có thả đến gần kia. Bạn dã man, nhỉ? Rồi. Cảm ơn bạn Luân. Và tiếp đến đây thì sẽ là series giải mã của chúng ta. Thì đầu tiên cái con ở chỗ trên cột số 2 này mình xin phép giới thiệu trước anh em nhé. Con này chính là cái con cassette anh em ạ. Con chạy cassette chạy táp anh em nhé. Đến từ thương hiệu Denon, chính là Denon M31. Đấy, anh em thấy không? Denon M31. Con này là một con VIP anh em nhé, cực kỳ ngon. Đấy, con này VIP dã man luôn. Đây phía sau đây. Đấy, ok chưa? Đấy. Con này sẽ công suất là 9W điện nguyên mản 100V này, các đường output input này, đầy đủ này, hỗ trợ thêm một cổng bấm nguồn phụ nữa rồi. Đấy. Tất cả bên trong đều được mình vệ sinh hết, thay dây loa mới toàn bộ rồi. Và con này nó sẽ là cái con mà băng nó sẽ đặt theo chiều ngang em nhé. Đặt theo chiều ngang này. Em đặt băng vào, cho vào phát là play thôi và tiếng nó ra cực kỳ dày tiếng. Là nó có Dolby LR anh em nhé. Đấy Dolby này.
chế độ on off anh em thì bật ở đây này đúng không. Tiếp đến là các phím tùy chọn là cái núm này để tùy chọn anh em auto revert anh em nhé, chế độ auto revert này có thể vert toàn bộ này, đây là chế độ chỉ quay một chiều này, chế độ quay hai chiều này, đây là quay vòng tròn này anh em nhé. Đấy, cái chế độ này là quay đen phát dừng lại vòng lại luôn đấy, xong chỉ một lần thôi. Đây là chế độ là ở đây vòng lại một lần chứ, đây là vòng liên tục này, đây là chế độ chỉ quay một lần trái hoặc phải thôi anh em nhé. Đấy, play này, đấy, nút ra này, đây các nút chức năng của nó nữa, ghi, con này có cả ghi anh em nhé, ghi cực kỳ ok, ok chưa anh em. Và hiện tại con này thì mình vẫn để cho anh em giá cực kỳ tốt thôi, chỉ có một củ tròn thôi anh em nhé, 1 triệu tròn cho con Denon M31 này. Và anh em nào mà chưa cassette thì chơi những con như thế này ra chất cực kỳ ngon, chất tiếng gọi là bao hay luôn anh em nhé. Rồi, tiếp đến bên dưới này thì anh em sẽ nhìn thấy ở đây sẽ bao gồm 4 con anh em ạ, 4 con này, 4 con tương tự nhau anh em nhé. N7X này, N7X này và hai con bên dưới N7TX anh em ạ. Bọn này thì giống y hệt nhau, không khác nhau cái gì. Và mình sẽ giới thiệu chức năng chung cho cả 4 con luôn. Thì xin thưa với anh em, con này thì nó sẽ đều chơi như anh em nhìn thấy, đều chơi 2MD tất anh em nhé. Đều chơi 2MD tất, nên là MD của nó mình sẽ không bao, xin thưa với anh em thế. Tại vì nó có đĩa đọc, đĩa không, nếu mà bao thì chết dở luôn anh em nhé. Tiếp đến, ở đây, thì xin thưa với anh em, tiếp đến đây, thì sẽ chức năng CD con này thì 4 con đều đọc cực kỳ tốt anh em ạ. Đều đọc cực kỳ ngon, tại vì CD bọn này là chạy mắt 213 nên rất là lành anh em nhé. Mắt 213 toàn là 213, nếu mà tháo ra vệ sinh sẽ thấy dòng này vẫn sử dụng mắt 213 tròng xanh anh em ạ, nhìn rất là sướng mắt. Công nghệ Dioling 2 tích hợp sẵn cho con này và băng tần QRS độc quyền anh em nhé. Màn hình xanh toàn bộ này, đúng không? Đánh 4 con sổ than, con này sẽ đánh 4 sổ than anh em nhé. 4 sổ than và phần tản nhiệt đó anh em sẽ nhìn thấy phần tản nhiệt rất là lớn, tại vì con này khi mà nó đánh căng nó đánh được cả cặp loa bass 2530 thì chuyện bình thường, cho chất âm rất là ngon. Nhưng mà bù lại thì những cái dòng sò này anh em biết rồi, nó sẽ tản nhiệt, nó sẽ nóng lên phần trên này anh em nhé. Đấy, giải mã 24 bit chuẩn, sử dụng chuẩn giải mã PCM. Xin thưa với anh em, cho chất âm thì quá là hay luôn anh em nhé, quá là hay và ngon luôn. Riêng giải mã 24 bit của bọn này phải nói là những cái dòng cửa trên luôn. CRD1D2 thì chỉ hơn con này ở cái công nghệ VLD thôi, còn lại thì giống y hệt anh em nhé. Bên đằng sau này, công suất con này sẽ là 46W điện nguyên bản là 100V anh em nhé, made in Japan, 4 con đều made in Japan toàn bộ anh em nhé. Đấy, kẹp loa sẽ hỗ trợ loa từ 4 đến 16 ohm anh em nhìn này, giải loa rất là rộng luôn. Tiếp đến là sub điện A, các đường line in out đầy đủ anh em nhé, và có optical in để phục vụ giải mã là một cổng anh em rất là quan tâm với cho anh em. Đấy, một cổng anh em rất quan tâm nhá. Và hiện tại 4 con này mình xin phép để cho anh em đồng giá là 1.700.000 một con anh em nhá. 1.700.000 một con trong một con giải mã rất là cao cấp. Ok chưa anh em? Đấy. Rồi, tiếp đến là cọc số 03 sẽ là hai con VIP anh em ạ. Hai con này là hai con hiếm thấy trên thị trường này. Con bên trên này chính là con Onkyo UN7 anh em nhá, một trong số những mã cực kỳ cao cấp và hiếm ở trên thị trường. Và xin thưa với anh em, mình xin giới thiệu chức năng con này như sau. UN7 nhá, nó sẽ có cái chức năng là 5.1 sẽ kẹp được combo vào để đánh chơi loa 5.1 được. Con này sẽ chơi MD rất là ngon anh em nhé, đọc ghi tốt này. Đấy, chơi CD và DVD thì không phải bàn rồi, con này thì đọc cực kỳ mượt luôn anh em nhé. Chơi được tuốt tuần tuột tất cả các loại đĩa. Tích hợp trong con này thì siêu nhiều công nghệ. Đầu tiên sẽ là băng nghệ, công nghệ băng tần QRS độc quyền của thằng Onkyo này. Đấy, tiếp đến là công nghệ chơi DVD này, Super Audio CD này, đúng không? Dolby Digital này, DTS này, Timing Third này và Timing Demino anh em nhé. Tất cả rất nhiều công nghệ. Listen Mode này, chế độ nghe này, có thể nghe Sitte này. Đấy, và chế độ Mono này và chế độ Third này để phục vụ anh em nghe gọi là đa kênh này, anh em nhé. Nên mà tại sao mình bảo nó tích hợp ở giải mã 5.1 chế độ Direct này. Đấy, như một ly chuyên nghiệp. Thôi anh em nghe nhạc sẽ để Sitte anh em nhé. Đấy. Và cục dàn thì là hàng đấu giá này, rất là đẹp anh em nhé, đẹp góc cạnh luôn. Đấy chưa? Phía sau này, công suất của UN7 sẽ là 66W và điện nguyên bản là 100V anh em nhé, made in Japan. Kẹp loa hỗ trợ kẹp loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa cực kỳ rộng luôn. Và đây là cái phần tản nhiệt ra phía sau này anh em nhé. Đấy, antenna AM/FM để phục vụ nghe đài, các đường line in layout đầy đủ và có cả xanh đỏ tím vàng ở đây rồi, đúng không? Phục vụ em config thì bộ dàn 5.1, các đường xuất video A, ok chưa anh em? Tiếp đến là audio in, ở chỗ này là cổng optical để phục vụ giải mã 24 bit, và con này giải mã siêu VIP cho chất âm cực kỳ ok. Riêng cục dàn thì sẽ đánh tốt những cặp loa bass 25cm trở về luôn và chất âm chi tiết dã man luôn anh em nhé. Và giá hiện tại của con này thì là bao nhiêu? Onkyo UN7 anh em nhé, toàn bộ mặt nhôm phay đẹp xuất sắc luôn, kể cả con núm này cũng đẹp,
Đấy. Hiện tại mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại Onkyo UN7 mình đang để cho anh em giá 2.600.000 anh em nhá. 2.600.000 con này. Và tiếp đến bên dưới thì sẽ là con cao cấp hơn anh em ạ. Con này là con UN9 anh em nhá. Bên ngoài thì sẽ giống hệt UN7 anh em ạ. Nhưng mà bên trong nội thất thì nó khác anh em nhé. Khác từ con chip giải mã này, khác từ phần công suất này, đánh sẽ căng hơn này. Nói chung là UN9 nó là bản nâng cấp, nó sẽ khác anh em nhé. Mặt bên ngoài nhìn rất giống nhau, đúng không? Cũng chơi MD, đọc ghi tốt này, chơi CD, DVD các kiểu này. Tất cả các công nghệ tích hợp giống nhau y hệt anh em nhé, đúng không? Đây, núm con này sẽ được làm bằng kim loại anh em nhé. Kim loại này. Đấy, tiện CNC rất đẹp. Bên trên này sẽ là núm này, nó sẽ là nhựa mạ niken anh em nhé. Đây, bên hông này đẹp, nói chung hai con này là hàng đấu giá về đều đẹp tất anh em nhé. Công suất đều là 66W điện nguyên bản 100V và đều made in Japan luôn. Kẹp loa hỗ trợ loa từ 4 đến 16 ô. Đây, phần tản nhiệt này, các cái đường lay in layout đầy đủ anh em nhé, xanh đỏ tím vàng, con phích này, giải mã 24 bit, xuất video. Kẹp anten 5FM. Ok chưa? Đấy, rất là ok. Và hiện tại con này thì mình xin phép để cho anh em giá bao nhiêu? Onkyo UN9 mình đang để cho anh em với cái giá rất là ổn định là chỉ có 2.900.000 anh em nhé. UN9 là 2.900.000. Ok chưa? Đấy. Và như anh em thấy ở đây thì như mình vừa nãy mình chưa quay chi tiết cho anh em, thì những cái cục này mình bán thanh lý 1.700.000, tại vì nó có những cái vết xấu anh em nhé. Có những cục nó có những vết xấu này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Có những cục có những vết xấu. Đấy. Ví dụ cục này thì bên này không bị nhưng bên này sẽ bị này. Anh em thấy không? Đấy. Cơ bản là các cục đều bị anh em nhé. Chỗ góc của bọn này nó rất hay bị sứt. Nhìn ở hai bên hông tôi thấy gì, mặt trước thì vẫn đẹp bình thường anh em nhé. Mặt trước là mặt nhôm toàn bộ, có hai bên hồi nhựa này nó hay bị gãy. Đấy. Ok chưa anh em? Thì đấy là cái giá của bọn này. N7X và N7TX bằng tiền nhau, giá đều là 1.700.000. Cục Denon cassette là một củ tròn. Đấy. Giá cực kỳ thanh lý luôn. Bán bằng cái cục công nọ luôn mà bỏ vào mút cao cấp hơn nhiều. Onkyo UN7 2.600.000, Onkyo UN9 2.900.000 anh em nhá. Tiếp đến bên này thì sẽ là hai mã dàn mini, và xin thưa với anh em đều là những mã chất âm cực kỳ ngon anh em nhá. Đầu tiên là con dàn mình muốn giới thiệu đến anh em chính là con Kenwood UDE77 anh em nhá, một trong số những mã nâng cấp của UDA77. Thì mình xin giới thiệu sơ qua về chức năng con này như sau. Con này sẽ toàn bộ của nó là sẽ là màu xám kiểu xám nhôm anh em ạ. Thùng nó sẽ được dán đề can giả nhôm anh em nhé. Anh em sẽ nhìn thấy này, thùng giả nhôm rất là đẹp. Nói chung là những cái nhà mà thiết kế kiểu mới bây giờ để con này vào thì trông nó khá là sang trọng hiện đại anh em nhé. Cục dàn này toàn bộ được thiết kế giao diện phẳng giống y hệt gọi là Serica, Kenwood Serica, và chất âm bọn này cũng cực kỳ ngon anh em nhé. Toàn bộ mặt nhôm tất và chất nhôm siêu dày luôn anh em nhìn này, siêu dày luôn. CD này, CD con này thì xin thưa với anh em, CD là dòng đĩa CD siêu mỏng anh em nhé. Chạy mắt 213 và đọc cực kỳ ngon. Xin thưa với anh em, CD con này đọc mút vào nó mút luôn. Đây anh em nhé. Đấy. Mút luôn. Đấy, ok chưa? Đầu tiên là chơi CD anh em nhé. Mút luôn, mút đĩa luôn. Tiếp đến là chơi thẻ nhớ thì có chơi hai khay thẻ nhớ luôn, SD1 và SD2 anh em nhé. Có thể chơi thẻ nhớ được hai vị trí luôn. Đấy. Tiếp đến là cổng USB. Xin thưa với anh em, cổng USB này thì đọc tất cả các loại USB anh em ạ. Cho chỉ cần chép nhạc MP3 vào phát nào chơi luôn. Như anh em nhìn thấy nó ghi chú đây là chơi MP3 WMA và file AEC anh em nhá. Tích hợp trên con này sẽ công nghệ này SDHC thẻ nhớ này, Super CPMI này, AMG này, mấy cái chức năng này là mấy chức năng gọi là hỗ trợ về cái tiêu âm chống nhiễu của em ạ. Mấy chức năng tiêu âm chống nhiễu mình chưa nghiên cứu sâu, hôm nào mình nghiên cứu sâu mình sẽ nói sâu cho anh em. Toàn bộ anh em có thể tùy chỉnh tất trên mặt anh em nhá, tùy chỉnh tất trên mặt. Đấy. Đây này. Từ những cái gọi là chỉnh bát chép trên mặt setup này anh em nhé. Đấy, chế độ nhá. Setup này, setup system này, sound setup này, đây là vào đây sẽ chỉnh equalizer các kiểu em nhé. Đấy. Chỉnh tông này. Đấy. Ok chưa? Đây là đề bát này. Đề bát này ok chưa? Đấy. Đề bát nhá. Đề bát ông nào cho lên tận 10 này. Giảm tăng giảm cái cụ phím này anh em nhé. Đấy. Đề bát này. Đấy, tăng xong rồi em bấm vào phát. Đấy, về đề bát chỉnh tông này, enter phát vào tông này. Đấy, bát này, enter tiếp này, bát này, lách sang bên này này sẽ là chép này. Đấy, ấn nút lách sẽ chỉnh chép này, tăng giảm là lên xuống này. Ok chưa? Đấy, rất là ok anh em nhé. Man Equal, tức là cái Equal 7 giải đấy. Như hôm trước mình giới thiệu với anh em là những con kia rồi đấy, User 1 này đấy, anh em mình đủ 7 giải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 giải Equal. Ok chưa? Đấy, phát ra ngoài.
Cấu hình loa thì con này sẽ bao gồm một con loa loa nén anh em nhé, dòng loa nén của Kenwood rất là ngon, tại vì con này nó kích thước nhỏ thôi nhưng chất âm nó ấm dã man luôn, ấm vô cùng luôn. Đây, loa sẽ là bao gồm một con loa bát đường kính là 11 cm, gân là gân lụa tẩm dầu anh em nhé, dòng bền vĩnh viễn với thời gian luôn anh em ạ. Màng sẽ là màng carbon, dấu núm anh em nhé, dấu núm không có núm luôn. Đấy, gông toàn bộ gông bên ngoài này. Đấy, thụt hơi mặt trước. Bên trên này sẽ là con chép đôm anh em nhé, dòng đôm béo ấy. Dòng đôm béo của thằng Kenwood chất âm thì cũng gọi là hàng cửa trên của những cái bộ dàn rồi. Phía sau đây, tổng thể bộ dàn anh em nhìn ok không? Cục dàn rất là to anh em nhé, cục dàn này cục dàn bao dạng lớn, to gần như kiểu size chung ấy. Công suất của loa sẽ là 20W và trở kháng là 6 ohm. Đấy, một cặp sẽ là 40W anh em nhé. Anh em hoàn toàn yên tâm là với những cặp 40W này thì anh em hoàn toàn chơi được phòng diện tích 30m2 trở về. Đấy, kẹp loa này hỗ trợ loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm, giải loạn khá là rộng rồi. Đây là đường súp điện out này, kết nối thiết bị bên ngoài có đường AUX này, và đây là có thể giải mã qua Coaxial này, hoặc là anh em kết nối iPod qua cổng D Audio này anh em nhé. Đây là FM AM để phục em nghe đây. Ok chưa? Đây hai phần dàn sò thang. Hai dàn sò ở mỗi bên một dàn anh em nhé. Phần tản nhiệt nó khá thiết kế khá đẹp. Đấy. Ok. Hiện tại giá con này là bao nhiêu? Giá con này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá rất là tốt thôi. Giá con này chỉ có 3.800.000 anh em nhé. 3.800.000 cho một mã Kenwood UDE77, chất âm chơi cực kỳ ngon. Mình sẽ qua lấy thử nhạc cho anh em nghe. 3.800.000 anh em nhé. Chỉ dám nghe như thế thôi, nghe quá phát là Facebook nó YouTube phát nó cho video của mình tịt ngay anh em nhé. Video anh em Kenwood UDE 77 mình đang để cho anh em giá là 3.800.000, giá cực kỳ ok anh em nhé. Tiếp đến bên này thì xin thưa với anh em, đây là một mã cũng khá là ngon đến từ Onkyo, con này chính là con Onkyo N9X anh em nhé, một trong số những cái mã gọi là hết ca hết số của đầu N rồi anh em ạ. N9 là đây rồi, N9X là cao cấp nhất anh em nhé. Đấy, rồi 9X là cao nhất, đây là đầu 3 số, còn đầu 4 số thì mình không nói. Đây, mình sẽ giới thiệu sơ qua về chức năng con này như sau. Thì như anh em nhìn thấy con này MD sẽ chơi đĩa 2MD. Nên là anh em mình nhá, lưu ý một chút là MD sẽ có đĩa đọc, đĩa không anh em nhá. Đấy, nó không phải như con MD mà không có chữ 2MD. 2MD nó là dòng khá là dị anh em ạ. Đấy, thì duy nhất chỉ có mỗi MD có vấn đề thôi. Mỗi MD là vấn đề là đĩa đọc, đĩa không thôi. Còn lại thì con này hoạt động hoàn hảo mọi chức năng. Từ cái màn hình xanh huyền thoại, từ cái đèn hát xanh, rồi phím volume, tất cả trên mặt này toàn bộ mặt nhôm hết. CD thì đọc cực kỳ ngon anh em nhé, CD chơi mắt 213 nên đọc siêu lành luôn. Riêng cái dòng này CD chi tiết chất âm ra phải tương đương với những con CD của tầm 4 năm cũ là chuyện bình thường anh em nhé. Công nghệ D-Link được tích hợp sẵn trong con này và băng tần WiDAS độc quyền cũng được tích hợp trong con này. Hỗ trợ ở mặt trước con này sẽ bao gồm cổng hai cổng, là một cổng line in, một cổng line out. Thì cái cổng line in ở mặt trước này thì anh em lưu ý một chút là sẽ có cái mạch pre mà là mạch nâng tiếng anh em nhé. Anh em kết nối điện thoại vào thì nên cắm cái cổng mặt trước này thì nó sẽ cho chất âm nó đẩy lên cao hơn. Nhưng mà tùy anh em thôi, nếu mà điện thoại của anh em nguồn phát tốt rồi thì anh em có thể cắm mặt sau cổng sau. Có cái phía sau được. Cổng phía sau cũng thế thôi. Đấy. Cấu hình loa thì xin thưa với anh em, con này loa thì sẽ bao gồm một con loa bát đường kính là 14 cm anh em nhé. Gân thì toàn bộ là gân cao su zin. Màng sẽ là màng sợi keva anh em ạ, màng sợi keva. Núm là núm mũi đạn luôn anh em nhá. Đấy, cặp loa này thì bên trên sẽ là con chép này, con chép đôm. Đôm này sẽ là đôm từ đôm 8 feet từ kép anh em nhá, là một con số những con đôm khá là VIP của Onkyo rồi. Cặp loa sẽ là cặp loa S9GX, nghe chưa? Đấy, toàn bộ thùng loa sẽ được phủ sơn PU hết anh em nhá, toàn bộ thùng phủ sơn PU hết. Và cặp loa này nó có một vài vết khá là xấu, anh em sẽ nhìn thấy đây. Đây,
một vài vết khá là xấu. Đây, anh em nhìn này, một vài vết khá là xấu. Đấy, anh em nhìn thấy không? Ok chưa? Đấy. Đấy. Và bên trên này nó cũng có một vài vết xấu này, anh em nhìn thấy đây. Và mình sẽ quyết định thanh lý bộ này giá rất là rẻ cho anh em, anh em nhé, rất là rẻ cho anh em, đúng không? Ok chưa? Công suất con này thì sẽ là 70W và trở kháng là 4 ohm, một cặp sẽ là 140W anh em nhé. Và cặp loa nó sẽ made in Japan luôn anh em thấy không? Và với những cặp loa thụt hơi xẻ rãnh mặt sau này thì anh em hoàn toàn yên tâm là con này nó sẽ đánh chất bát ra rất là ấm tiếng, tại vì nó bên trong sẽ là thùng ma trận anh em nhé, chất âm cực kỳ ấm tiếng. Tiếp đến là cục dàn, công suất sẽ là 50W và điện nguyên bản 100V, made in Japan, N9X với anh em. Công suất kẹp loa, hỗ trợ loa từ trở kháng từ 4 ohm đến 16 ohm, súp điện ao có này. Đấy. Kẹp anten 5FM phụ nghe đài, các đường line in out đầy đủ em nhé. Và có cả optical in và out được phục vụ giải mã 24 bit. Và xin thưa với anh em, N9X con này đánh 4 con sò than nhí, và riêng cái dòng sò san than của N9X này rất là cao cấp, nên có thể chơi tốt những cặp loa bass 30cm cũng chơi được anh em nhé. Cái cục này rất là đắt này, cục này nó rẻ thì cũng phải rơi vào 2,5 triệu, 2 triệu. Bình thường N9 là không, N9 thì nó cứ phải tầm xít sát còn tầm 3 củ anh em nhé, tầm đấy. Và kèm cặp loa nữa. Thì hiện tại cái bộ này thì mình xin phép, bình thường thì giá nó rơi vào khoảng tầm 4,8 triệu, nhưng mà vì cặp loa này như anh em nhìn thấy nhá, nó có những cái vết xấu mình vừa quay cho anh em đấy, vết xấu này. Đấy. Nói chung là vết xấu thôi, hình thức thôi, anh em thích đẹp thì mang thợ gỗ làm. Còn lại thì cứ để nguyên thế này nghe cũng được, không ảnh hưởng lắm, mặt trước vẫn ok anh em nhá. Giá hiện tại mình để cho con này là 3,8 triệu anh em nhá. 3,8 triệu nó cả combo này. Anh em nào mà nghe bộ này thì gọi là đẳng cấp luôn rồi nhá. Qua lấy thử nhạc cho em nghe này. Ok chưa anh em? Hiện tại mã này anh em nhá, mình đang để cho anh em giá cực kỳ tốt, 3,8 triệu Onkyo N9X anh em nhá. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép được kết thúc ở đây thôi. Phải hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em sẽ lựa chọn được những món đồ ưng ý từ Audio 89. Và mong là anh em sẽ luôn luôn ủng hộ kênh để kênh mình ngày càng phát triển hơn, đưa về từ Nhật, Mỹ hoặc là các nước châu Âu về với anh em được những cái sản phẩm nó ok hơn anh em nhá. Rồi, xin chào anh em, chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình.